Xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục có video chia sẻ về chủ đề sử dụng Word 2007 và Word 2010. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách sử dụng Word, các cái thao tác cơ bản ở trên Word nha. Đó. Ở đây thì chia sẻ các bạn là mình sẽ chia sẻ với các bạn về các cái nội dung như là copy đoạn văn này. Đấy. Rồi là xóa đoạn văn này, in đậm văn bản này, và in nghiêng văn bản, gạch chân và lưu văn bản. Đấy thì những cái thông tin này thì mình chia sẻ cho các bạn mà mới sử dụng máy tính lần đầu thôi nhá, những người lớn tuổi thôi, tức là đang bước đầu mà làm quen với Word Word 2007 hoặc là Word 2010, tức là bước đầu soạn thảo văn bản ở trên Word. Còn những bạn mà đã sử dụng Word lâu năm rồi thì các bạn có thể bỏ qua video này nhá. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ các bạn là ở đây nó sẽ có một cái đoạn văn như thế này này, đúng không? Soạn thảo văn bản chính quy. Đó, ví dụ như có một cái đoạn văn như thế này thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ copy đoạn văn. Đó, copy một cái đoạn văn nào đó, đúng không? Copy, ví dụ như ở đây mình có một cái đoạn văn ở phía dưới này rồi này. Đó, bây giờ mình muốn nhân bản lên, nhân bản thêm một cái đoạn văn nữa, tức là nhân bản thêm một cái đoạn văn giống như vậy nữa, thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây các bạn sẽ đặt con trỏ chuột ở đầu đầu đoạn văn này, nhấn vào giữ chuột trái nhá, nhấn vào giữ chuột trái để chúng ta kéo kéo rê, kéo rê để bôi đen cái đoạn văn này. Đó, đặt chuột đầu đoạn văn này, nhấn giữ chuột trái và chúng ta kéo chuột để bôi đen hết tất cả đoạn văn. Rồi, bước thứ nhất là bôi đen tất cả đoạn văn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ kích chuột phải lên và chúng ta chọn lệnh copy. Copy có nghĩa là sao chép đấy. Rồi sau đó là chúng ta để con chuột ở sau cuối đoạn văn này này, con chuột đứng cuối này, các bạn nhấn phím enter đến bàn phím ấy. Phím enter tức là để xuống dòng đấy. Enter là Enter đấy. Đó, cái phím dài 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 đó. Có cái từ tiếng Anh là Enter là Enter, có nghĩa là xuống dòng. Các bạn bấm cái nút này trên bàn phím nhá. Rồi, sau khi xuống dòng đây rồi thì các bạn lại tiếp tục kích chuột phải lên. Kích chuột phải lên và chúng ta chọn lệnh bát. Lệnh bát có nghĩa là dán, dán vào. Đó, dán vào Word. Đó, như vậy là lúc đầu mình đã có cái đoạn văn như thế này rồi. Lúc đầu mình có cái đoạn văn như thế này rồi, đúng không? Thì bây giờ mình để dán thêm, copy thêm một cái đoạn văn y chang như vậy nữa. Đó là cái thao tác gọi là thao tác copy, copy đoạn văn. Rồi cái nội dung thứ hai là xóa đoạn văn. Xóa đoạn văn, xóa đoạn văn thì chúng ta sẽ xóa như thế nào, đúng không? Có nghĩa là ví dụ như khi các bạn soạn thảo một cái đoạn văn bản thì chúng ta làm và thấy nó thừa, nó dài quá và nó không hay chẳng hạn, cái đoạn văn đấy nó nội dung nó không hay, mình xóa đi, thì mình sẽ cũng làm giống như lúc này luôn nhá. Mình cũng đặt con chuột ở đường đầu đoạn văn này và chúng ta nhấn giữ chuột trái này, kéo rê chuột, nhấn chuột trái đồng thời kéo rê chuột hết cái đoạn này luôn. Đó, hết cái đoạn này luôn. Rồi bước tiếp theo là chúng ta kích chuột phải lên, kích chuột phải lên và chúng ta kích chuột vào cái nút cut, cut có nghĩa là cắt, cut, cut có nghĩa là cắt. Có cái biểu tượng cái kéo đấy các bạn này, có biểu tượng cái kéo này, cut có nghĩa là cut, có nghĩa là cắt cái đoạn văn này đi. Thì chúng ta sẽ kích chuột trái vào đây nhé, kích chuột trái. Rồi thì ở đây chia sẻ với các bạn là những bạn mới sử dụng máy tính lần đầu ở trên Word nhé, thì các bạn chủ yếu là sử dụng chuột trái thôi nhé, sử dụng chuột trái là chính nhé. Đó, rồi như vậy chúng ta đã xóa đi rồi. Ngoài ra thì bây giờ ví dụ như chúng ta muốn quay lại thì các bạn có thể là nhìn lên cái góc trên cùng bên trái này, nhìn lên góc trên cùng bên trái đây nhá. Đó, thì các bạn kích vào cái nút quay lại này, có nghĩa là nó sẽ quay lại cái văn bản lúc đầu đó. Đây. Và quay lại có nghĩa là sau khi các bạn xóa rồi thì muốn quay lại, muốn không xóa nữa thì các bạn có thể quay lại, bấm cái nút này, nút mũi tên quay lên quay xuống này này, để chúng ta quay ra trước rồi lại quay ra sau, có hai cái mũi tên đấy nhá. Đó, rồi cái này là mình xóa rồi đúng không, xóa rồi thì chúng ta sẽ bôi đen và chúng ta kích chuột phải lên chọn lệnh cut. Hoặc là các bạn có thể sử dụng cái phím, hoặc là các bạn có thể là xóa đoạn văn này thì các bạn phải bôi đen, bôi đen sau đó các bạn nhấn vào cái phím delete ở trên bàn phím ấy. Phím DL, TL đó, phím delete, delete của nó xóa. Thì chúng ta xóa đi nhá. Rồi, nội dung thứ hai là in đậm văn bản. In đậm văn bản. Có nghĩa là trong quá trình mà các bạn soạn thảo văn bản thì có một cái đoạn văn nào đó mà các bạn muốn nhấn mạnh nó lên, tức là muốn cái đoạn đó là muốn cho người ta biết là cái đoạn này rất là quan trọng. Đấy, có nội dung rất là quan trọng thì các bạn có thể in đậm nó lên, đúng không? In đậm nó lên. Thì các bạn cũng làm tương tự như lúc này, đó là để con chuột đầu dòng đoạn văn và các bạn nhấn chuột trái và kéo rê chuột
đó, kéo rê chuột để bôi đen hết. Đó, mục đích của mình kéo rê chuột là chúng ta bôi đen. Sau khi các bạn bôi đen rồi thì chúng ta sẽ nhìn lên kia phía cái thanh công cụ ở phía trên này này, các bạn kích vào cái chữ B đúng không, chữ B này có nghĩa là in đậm văn bản. Đó, chúng ta kích chuột trái vào đây, đó, như vậy là chúng ta sẽ in đậm cái đoạn văn bản này lên. Thì mục đích là khi mình in đậm văn bản là để cho người đọc họ chú ý. À, chú ý ví dụ như đoạn là lúc đầu này không in đậm mà đoạn này in đậm có nghĩa là cái nội dung ở đây nó rất là quan trọng. Đó, rất là quan trọng đúng không? Rồi nội dung tiếp theo là in nghiêng văn bản. In nghiêng văn bản. À, tức là cái đoạn văn bản là lúc đầu như thế này các bạn này. À, lúc đầu như thế này có nghĩa là cái văn bản của chúng ta là đang để ở chế độ thẳng đứng đúng không? Văn bản bình thường đấy, ở chế độ bình thường. Bây giờ mình sẽ in nghiêng. À, ví dụ như là cái đoạn đằng sau này mình sẽ in nghiêng đi thì chúng ta cũng bôi đen. À, để con chuột vào đầu dòng và nhấn vào giữ chuột trái để chúng ta bôi đen toàn bộ. Bôi đen toàn bộ. Rồi sau đấy là các bạn nhìn lên cái thanh công cụ phía trên này, chúng ta bấm vào chữ Y. Chữ Y có nghĩa là in nghiêng. À, bên cạnh chữ B đấy, chữ Y, in nghiêng. À, chúng ta kích chuột trái vào đây. Đó, như vậy là đoạn văn này đã được in nghiêng. À, để nhấn mạnh cái đoạn văn này lên, đúng không? Mục đích của in nghiêng thì nó cũng giống như là in đậm, tức là nhấn mạnh cái nội dung của cái đoạn này lên. À, nhấn mạnh nó lên. Rồi. Tiếp theo là nội dung thứ ba, thứ tư là thứ năm là gạch chân, gạch chân, gạch chân một cái đoạn văn nào đấy. Thì ví dụ như ở đây mình muốn gạch chân toàn bộ cái đoạn văn này luôn, cái đoạn phía dưới này nhá, thì chúng ta cũng bôi đen, bôi đen toàn bộ. Và bước tiếp theo là chúng ta nhìn vào cái hình chữ U ở trên này này, đó, chữ U có cái gạch chân này này, có nghĩa là gạch chân, chúng ta kích vào đây, đó, như vậy là cái đoạn văn này đã được bôi đen hoàn toàn, đó, được gạch chân. Đó, được gạch chân hết toàn bộ. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là gạch chân chỉ cần một dòng thôi, đúng không? Ta quay lại này, bấm nút quay lại này. Ví dụ như chúng ta chỉ cần gạch một dòng, gạch chân một dòng thôi thì chúng ta chỉ bôi đen đến cái đoạn đó thôi. Ví dụ chúng ta chỉ cần gạch đến đây thôi. Đó, gạch chân ngửa cái đoạn này thôi. Thì các bạn muốn gạch chân đến đoạn nào thì chúng ta bôi đen đến đoạn đó thôi. Ở đây là mình muốn bôi đen đến đây thôi thì chúng ta cũng đầu tiên là bôi đen đến đây, rồi sau đấy là chúng ta gạch chân đến đây thôi thì chúng ta sẽ kích vào cái chữ U này này. Đó, chữ U gạch chân. Đó, như vậy là mình chỉ gạch chân đến đây thôi. À, tức là bôi đen đến chỗ nào thì nó sẽ gạch chân đến chỗ đó nhá các bạn nhá. Rồi, còn chỗ nào mà không bôi đen thì không có gạch chân. À, nội dung thứ 6 là lưu văn bản. Nội dung là lưu văn bản đúng không? Lưu văn bản. Thì cái vấn đề là lưu văn bản thì rất là quan trọng đối với các bạn mà mới sử dụng Word lần đầu ấy, bởi vì sau khi các bạn soạn thảo rồi thì các bạn phải lưu lại ở trên máy của mình đúng không? Nếu mà các bạn không lưu lại thì sau này khi mà các bạn mở máy lại thì cái file đó nó không có nữa, tức là nó mất luôn. Rồi lúc đấy mà các bạn muốn làm việc thì các bạn phải đánh lại từ đầu, đánh văn bản lại từ đầu, rất là mất thời gian. Cho nên là các bạn phải lưu cái văn bản đó lại để hôm sau các bạn mở ra các bạn chỉnh sửa hoặc là các bạn tiếp tục làm việc. Thì để lưu văn bản ở trên Word 2007 thì các bạn nhìn cái góc trên cùng bên trái này này. Đây có cái nút tròn đây nhá, con chuột đây các bạn nhá. Rồi, các bạn kích chuột trái vào đây. À, tất cả các thao tác đều là sử dụng chuột trái các bạn nhé, sử dụng chuột trái hết nhé. Cái chuột trái vào đây thì nó sẽ có một cái bảng hiện ra này, một cái cửa sổ hiện ra, thì các bạn kéo chuột xuống này và kích vào cái nút save as. Đấy, thì khi mà kích vào save as có nghĩa là lưu đấy. Save là có nghĩa là save as đúng không, save as. Đó, chúng ta kích vào đây thì lúc này một cái cửa sổ hiện ra và máy tính nó hỏi là mình sẽ lưu ở đâu. Lưu ở đâu thì ở đây sẽ có ba phân vùng là CDE, thì chúng ta sẽ không lưu ở ổ đĩa C mà chúng ta sẽ lưu ở đĩa D hoặc là E. Thì các bạn ở đây đối với máy của mình thì mình lưu ở đĩa D các bạn nhé. Đây, chúng ta kích vào ổ đĩa D. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ đặt cái tên file đó, đó tức là cái file các bạn muốn lưu vào máy tính thì nó phải có một cái tên. Nếu mà các bạn không đặt tên file thì máy của chúng ta nó sẽ không cho lưu. Ví dụ các bạn đặt cái tên file ví dụ như là văn bản này, Word này, hoặc là đánh văn bản này, hoặc là chỉnh sửa văn bản vân vân, các bạn phải đặt một cái tên nào đấy giống như là tên của con người vậy, đúng không? Hoặc là tên của động vật. Bây giờ chúng ta sẽ đặt vào đây nhá, mình sẽ đặt là trình bày, chỉnh sửa văn bản chẳng hạn đúng không? Chỉnh sửa văn bản chẳng hạn. Các bạn có thể là viết in hoa hay in thường cũng được, đúng không? Chỉnh sửa văn bản. Đó, văn bản. Đó, chỉnh sửa văn bản. Thì cái phần mà đặt tên file là cực kỳ quan trọng các bạn nhé, cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể viết hoa hoặc viết thường cũng được, không có phân biệt cái này. Đó, nhưng mà trong cái video trước ấy, mình đã chia sẻ lên kênh YouTube của mình rồi. Tức là khi các bạn đặt tên file là chúng ta đặt tiếng Việt không dấu nhá, đặt tiếng Việt không dấu.
và giữa hai chữ này là phải có một cái dấu gạch ngang liền, gạch ngang liền. Bởi vì nếu mà hiện nay có một số bạn đang mắc cái lỗi đó là đặt tên file bằng tiếng Việt. Khi các bạn đặt tên file bằng tiếng Việt là trong trường hợp các bạn mở lên là nó rất là hay bị lỗi. Đó, mà trường hợp mà file bị lỗi thì các bạn mở lên là mở không có được, không có được thì các bạn phải đánh lại từ đầu, rất là mất thời gian. Cho nên là ở đây lưu ý các bạn là chúng ta đặt tên file là tiếng Việt không dấu và giữa hai cái chữ này là phải có dấu gạch ngang. Đó, giống như mình đây mình đặt là chỉnh sửa văn bản đúng không? Chỉnh sửa văn bản. Rồi ok rồi nhá. Ok, tên file xong rồi thì các bạn sẽ kích vào saver. Saver có nghĩa là chúng ta lưu, lưu lại. Còn các bạn bấm vào chữ can, tức là CANCEL này là can này, can. Can cũng nghĩa là hủy cái lệnh đó. Hủy, không có thực hiện cái lệnh đó thì gọi là can. Chúng ta bấm vào lệnh can có nghĩa là không lưu, còn saver có nghĩa là lưu, chúng ta kích vào lưu. Đó. Rồi, như vậy là máy mình đã lưu xong. Thì sau khi lưu xong thì các bạn đóng thôi. Các bạn kích vào cái góc trên cùng bên phải này này, các bạn nhìn sang bên phải nhá. Ở đây này có một cái dấu màu đỏ và dấu nhân trắng ở giữa này, các bạn kích chuột trái vào đây để chúng ta đóng lại. Bởi vì lúc này chúng ta đóng lại được bởi vì là chúng ta đã lưu vào trong máy rồi, các bạn đóng lại và không có sao hết nhá. Rồi. Rồi sau khi đóng rồi thì chúng ta sẽ vào chúng ta kiểm tra lại xem là chúng ta đã lưu chưa nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái computer lên. Có nghĩa là computer có nghĩa là máy tính đấy. Rồi. CDE. Chúng ta mở lên thì có 3 phân vùng là CDE. Thì như lúc này là mình chia sẻ các bạn là mình đã lưu trong ổ đĩa D đúng không? Thì mình sẽ mở ổ đĩa D lên. Đó, và kiểm tra xem thử là đã lưu ở đây chưa nhá. Đây. Đây, mình đã lưu đây rồi các bạn này. Chỉnh sửa văn bản đúng không? Đây, lưu đây này. Đây, chỉnh sửa văn bản đây, chỉnh sửa văn bản. Các bạn lưu đây là lưu lưu có sẵn rồi. Bây giờ mình có thể mở lên đúng không? Để mở cái file này lên thì các bạn kích đúp chuột trái 2 lần. Kích đúp chuột trái có nghĩa là kích chuột trái 2 lần liên tiếp. Các bạn bấm chuột trái 2 lần liên tiếp nhá, bấm thật nhanh nhá. Đó, như vậy là đã mở ra cái file lúc đầu này. Đó, như vậy là mình đã mở ra cái file lúc nãy. Đúng không? Rồi, đóng lại nhá. Đó, cách làm thì rất là đơn giản như vậy thôi các bạn nhé. Đó, đó là thì cái video này là mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu thôi. Còn những bạn mà đã sử dụng máy tính lâu năm, ví dụ 1 năm, 2 năm thì các bạn có thể đã sử dụng rất là thành thạo rồi. Và thì cũng trong cái video này thì cũng xin chia sẻ các bạn luôn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập vào cái kênh YouTube của mình luôn nhá. Đó. Thì bây giờ mình đang mở cái trình duyệt YouTube lên nhá. Rồi, cái máy của mình là nó đang loạt. Các bạn chờ tí nhá bởi vì là nó đang chạy phần mềm cho nên là nó đang loạt. Rồi, đây là trang chủ YouTube này. Thì sau khi vào đây thì các bạn gõ là khám phá cuộc sống TV nhá, khám phá cuộc sống TV. Rồi. Rồi, các bạn chờ một tí nha, máy mình đang loát nhá. Thì do nó chạy phần mềm cho nên là các bạn chờ một tí nhá. Rồi, thì khi các bạn vào đây thì các bạn gõ không dấu là khám phá cuộc sống TV nhá, không dấu các bạn nhá. Rồi, tiếp theo là các bạn kích vào cái nút kính lúp phía bên phải này này để tìm kiếm. Rồi, thì sau khi kích vào cái phần tìm kiếm thì đây là cái kênh của mình này, khám phá cuộc sống TV, thì các bạn kích vào cái hình avatar này này, đây là kênh của mình nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo thì sau khi vào cái kênh của mình rồi thì các bạn sẽ kích vào cái phần danh sách phát. Đấy, danh sách phát. Các bạn nhìn sang cái phần mục bên phải này này, các bạn nhìn sang bên phải có cái mũi tên đây, các bạn kích vào đây. Kích vào cái mũi tên này để các bạn tìm kiếm. Ở trong cái phần danh sách phát đã tạo này thì mình có để một cái mục là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Đó, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Thì trong này thì mình chia sẻ rất là chi tiết. Chủ yếu là mình chia sẻ cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu thôi, những người lớn tuổi về cách sử dụng bàn phím này, về cách gõ tiếng Việt, về cách sử dụng chuột vân vân. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào để các bạn tham khảo thêm nhé. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn thực hiện thành công nhá. Sau video này thì bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới, mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ cho tất cả các bạn nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn.